chồng thì vô với em chồng luôn. Bây giờ nè, bây giờ tính qua lên thì cấn cái mày nè, lúc lên thì bị khen bị cấn. Thôi cho này bị cấn sao đó nha, đó là cấn nè. Vi Vi ngồi cho nó coi thử coi. Nếu mà ngồi thì... Nè ngồi vậy, ngồi Tấn, Tấn nằm xuống. Đó, là cái thế của Tấn đúng không? Rồi giờ Tấn là phích đúng không? Rồi Tấn ngồi vậy Tấn. Rồi Vi lòi ra phía trước cho nó coi thử coi. Nếu mà lòi phía trước lòi xa lắm. Ai mà chạy? À, no. Anh Vi ra, còn máy kệ nó. Em ngồi đúng đi. Tưởng tượng. Chút máy qua đây nè, Đức. Chút cái phần này nó qua đây nè, chứ nó nằm đó nó không thấy nó được đâu. Rồi ok vậy ha. Rồi nè, nằm nằm tức. Máy vậy lấy tụng Vi. Rồi ok, đó, này máy nè, lại trục cúng rồi đó. Em nhớ nó máy cái mình cái toàn đây nè, là đây dở cái khung này. Ok mà ha, dạ. Rồi chuẩn bị rồi nhớ nha. Rồi dạ, ra con à, để bộ đàm đi, chừng nào gõ cửa gõ rồi à, thứ nào để bộ đàm ngoài đó có Tuấn đứng rồi anh ơi. Xong rồi gì? Tuấn đứng ngoài đó rồi, kêu nó gõ Tuấn rồi. Anh nói em gõ cửa. Xin chào khán giả của kênh Tùng Vi Official. Hôm nay là mình đang dựng chiếu. Dạ. Anh tránh anh mở cửa, anh tránh ông muốn đâu. Rồi chú bày kê đứng chỗ này con. Làm gì á? Lại chú đây thấy chưa? Đó, đèn có em quay hết rồi cho anh Tuấn. Không có rồi, xong hết rồi. Đèn kê muốn rồi, chú bày đâu? Đây mà. Rồi, ra đứng từ đây ra Tuấn. Nghe. Đi chờ sẵn nha. Ok. Em chờ sẵn nè. Đó. Chờ sẵn rồi không? Đó, bây giờ là đúng kiểu chờ sẵn là lên đây cơm. Nghe con tắt đèn ngủ xuống dưới rồi. Còn móc nó qua bên ngay giữa. Hay dưới giữa cái bình á. Xoay cái bình đúng không? Không, đáng lẽ mặt mấy nó kêu gọi hả? Chưa. Đi đi thôi. Không được rồi. Thằng hé đèn rồi. Lên đây cơm. Mãi bên kia có thấy không anh? Thảo. Hả? Chưa đưa anh Tấn hết chưa kìa. Lấy cái chung mùa hả? Chưa đeo nhẫn cưới. Mày phải lấy lót cho bên đây chứ mày trục máy mày lét nó, mày ăn cái máy nó là chính á. Đâu nhẫn cưới. Bây giờ anh Tấn lên nó bị mất rồi nè. Ra thử cái gì? Tấn lên đi Tấn. Lên lấy vô mẹp thôi. Chung mẹp hai người được. Ừ, okay. Hai người rồi. Mật. Trời chắc. Vì lúc Tấn lên em chờ lên xíu cho ăn cái máy. Dạ. Nó lên cái này vô. Lên là lên vậy. Đúng rồi. Rồi Quy lấy cận hay lấy gì vậy? Đúng rồi đây các bạn. Cái gì em chung ở đây cũng được nè. Rồi. Rồi ok vậy ha. Làm. Rồi công tác. Rồi đi ra. Ê cái này nó trơn có cục gì được á, chạy đẩy nè. Phải đó. Không nổi. Mày. Mày chạy. Mày chạy. Mày chạy. Và diễn. Ê trời. Báo thí sinh nhận hai đồng hồ. Rồi, giúp đi, xin âm thanh dẫn cho bạn đi. Xin nhớ nghe một đám cho bạn đi. Tuấn nó đi, không ai bỏ con Ken nè. Nó đang sửa gì kìa. Nhớ rồi. Rồi, xin đi Trang. Rồi, đi xin nữa. Rồi. Kìa, vừa xuống rồi kìa. Chưa xuống cho nơi đây được không? Mới tắt xong. Mày chạy. Rồi, xin rồi. Mày chạy. Hey, thoải mái quá. Sau một ngày làm việc mình nhọc, chỉ ước được vậy thôi. Về đây ôm người mình thương, không có suy nghĩ gì hết. Sao xạo không à? Nè, em là hả không có nuốt nổi những cái lời mà kiểu chất lưỡi đầu môi vậy đâu nha. Bây giờ muốn nuốt lời nào? Vậy ha? Ngồi dậy bên kia đi. Bấm lưng cho tôi nè. Quá mệt mỏi. Nó hay muốn vậy chứ không? Thay vì vậy thì mình nên dùng những lời ngọt ngào với nhau. Nè. Em. Em có muốn đứa em? Đây! 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 Cái gì trời? Ủa? Sao vậy con? Ủa? Sao hồi nãy ba nói là... Ba nghe con nói là... Con xin ngủ ba nội mà. Qua ngủ ba nội đi.
Sao được? Được. Lên đi ông Đức. Nằm xuống. Rồi nhắm mắt ngủ đi ông Đức đi. Trời đất ơi. Mày cắn đi. Từ lên em tướng à. Từ lúc con anh là sẽ vậy đó tướng. Đứng ra đứng lên đi. Nhà anh có mấy phòng? Ke đứng lên, hai mái cầm đi cạnh ke. Đúng không? Đi rồi bây giờ nó đi rồi. Đây này. Là không cho. Không mà ngoài. Đây cầm tấn. Làm mái mày ơi. Để mái lên, để vào cái. Này, đây nè. Cái gì vậy? Cái hai cầm tấn. Đừng dạy nó bẻ tay vì cái khớp tay nó sẽ bị to. Đừng bẻ con. To là xấu lắm con. Đúng quá. Rồi cận nè, cận ke, cận vi nè, đấy nè. Máy ra máy thẳng qua đây, bắt trung hai đường cận rồi, hai đứa kia đây rồi, đây máy chạy, từ đầu bay vô, bay vô, đúng rồi, bay vô đúng nghĩa vậy nha, bay vô luôn nha, máy, rồi cảm ơn rất to nè, đều lắm, đẹp lắm, máy, máy chạy, để sửa tóc không, máy. Để sửa tóc chuẩn bị không? Thì là thoải mái chứ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh giữ được việc mà. Ở bên cạnh người bình thường, không suy nghĩ gì đó. Thôi đi. Đừng có hả nói mấy cái lời ngon ngọt đó. Em á là em không có nuốt nổi mấy cái lời mà chót lưỡi đầu môi đâu nha. Vậy chứ muốn nghe những lời gì, muốn nuốt những lời gì? À những lời như vậy nè. Nè, qua cái ngồi đi, đấm lưng tôi đây, mệt mỏi quá rồi. Nói vậy hả, là đi ra ngoài hành lang ngủ cái, nha. Cái gì xì em bên hông mà chị Bi. Cái này chị vàng. Cái đèn luôn. Nói sao? Nóng thiệt luôn á. Chị Bi quay mặt cái này. Dạ. Em nhéo cái được không? Không. Sao vậy? Sợ thông kinh quá. Trời ơi, đất ơi. Rồi cho Quy. Rồi. Ủa, bị rồi nào Quy? Mày thấy cảnh này chưa kìa? Chỉ từ mà thấy cái chàng mấy qua của anh Tuấn là bị sợ rồi. Hả? Ông không có dạy cái thằng nhỏ. Ông dạy cái rụt cười của ông. Ông xuống rồi, thằng nhỏ thôi. Cười lại ba coi nghe coi. Kiên giờ như không? Con trai cười phải cười như ngửi. Rồi, từ lại, từ đầu. 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 Rồi, bảo vệ luôn nha. Anh Minh phải là máy hí hả? Ừ, máy chạy. Trời. Máy chạy. Dễ. Thiệt là thoải mái chứ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh chỉ ước được vậy thôi. Nằm cạnh người bình thường thì không phải suy nghĩ gì hết. Xạo xạo quá đi. Nè. Em á là không có nuốt nổi những cái lời mà chót lưỡi đầu môi kiểu đó đâu nha. Chứ muốn nuốt những lời như thế nào? Hay những lời như vậy. Nè, bỏ kia ngồi. Đấm bóp dài tôi coi. Quá mệt mỏi rồi. Nói cái kiểu đó là đi ra ngoài hành lang ngủ đó. Không, nếu nói kiểu đó bị đi hành lang ngủ thì anh sẽ không nói, anh nói cái đó đâu. Anh nói kiểu khác, nói kiểu như nào. Em ơi. Nó là câu đó, được rồi. Nói kiểu đó mòm anh, diễn. Là diễn. Không, nói kiểu đó bị ra hành lang ngủ. Cho nên anh sẽ không nói kiểu đó. Anh sẽ nói kiểu nhỏ nhẹ hơn. Em ơi. Cần cần có em. Cứ đi qua đây đi, cái chậu đó mình quay rồi. Giờ nói tiếp luôn. Từ đây ba đi lên tướng. Diễn. Rồi, lên giường đi con. Lên ông tướng. Thua luôn. Rồi, nằm xuống. Nhắm mắt ngủ đi giùm tôi. Thôi đi, để nhỏ nó ngủ từ từ. Sao mà nằm xuống nhắm mắt ngủ liền được? Được rồi, không được thì thôi. Thì để tôi tự nhắm mắt liền tôi ngủ nè. Cái này không thức lắm quá kìa. Trời, thử nha. 1, 2, 3. Rồi, cắt đi. Rồi, này, còn thiếu hình gì lấy được. Đủ rồi không? Tính đèn. Sẽ không ai vui nha. Trời ơi, bỏ xo mất rồi. Đơn cứu quá vậy. Còn
Được, mà Tấn nó xuống nhìn kẹp lấy được không? Nằm xuống Rồi lấy cần ken là người phẩm lấy trung hai. Từ từ cái ken xuống nè. Máy chạy. Diễn. Nằm xuống ngủ tôi cái. Rồi. Rồi vậy thôi để tôi tự chấm mất tôi ngủ. Cái mày xuống ngủ kìa. Rồi hai mắt. Đứng rồi, đứng đây này.